Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát, được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Đây là một sự trợ duyên vô cùng hữu ích đối với tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đang có nhiều dự định lớn trong tháng 5 âm lịch mà không biết rằng tháng 5 âm lịch này có phải là thời điểm tốt để các bạn dự tính cho công việc hay là không đây, thì hãy khám phá tử vi cho tuổi Tân Tỵ trong tháng 5 âm lịch này quý vị nhé, để có thể biết thêm chi tiết về những thuận lợi và khó khăn mà bạn phải đối mặt trong tháng 5 này là những gì. Tử vi của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 5 này sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về các phương diện về tình duyên, học tập, công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe. Và qua đó thì chúng ta sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả những điều tốt xấu của mình trong tháng 5 âm lịch này. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình nghĩa, trọng chữ tín và đối nhân xử thế với mọi người, không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích ứng. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng bỏng, thích giao tiếp, trao đổi, tính hướng ngoại cao. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động và náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Giai đoạn này, người tuổi Tỵ sinh năm 2001 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp học hành. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ động viên của người thân trong những sự tích cực, chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc là những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Xét về thiên can, Tân Âm Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài, mất mát tiền của. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, người tuổi Tân Tỵ được cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ, phương diện học tập của đương số có nhiều điểm sáng, thành tích được cải thiện. Bạn được quý nhân giúp tìm ra phương pháp học tập phù hợp hơn, năng lực tiếp thu kiến thức cũng mạnh hơn, khiến cha mẹ và thầy cô rất hài lòng. Quý nhân có thể là một người bạn ở ngay bên cạnh, học thầy không tài học bạn. Quả là bạn bè có những cách học khiến bạn cảm thấy dễ tiếp thu hơn so với bài giảng trên lớp của giáo viên. Tinh thần tự giác trong học tập ngày càng được cải thiện. Bạn hiểu được mình càng yếu kém ở mảng kiến thức nào thì lại càng tự lấp đầy lỗ hổng bằng những giờ tự học. Tuy đôi lúc có không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối gây mất tập trung, nhưng may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa nên không có ảnh hưởng gì quá lớn. Việc thi cử trong năm cũng có thể đạt thành tích như mong muốn, dễ dàng đạt được học bổng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vì vẫn đang trong độ tuổi ăn học nên con giáp này chưa cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, vẫn được cha mẹ chu cấp đầy đủ. Nhờ những khoản tiết kiệm cẩn thận cho nên mệnh chủ có thể tự sắm cho mình những món đồ yêu thích từ lâu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2001 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Ngoài ra cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Các quý vị gia chủ Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vốn dĩ tuổi Tân Tỵ rất hòa đồng, tính cách dễ chịu nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong năm nay, sự khéo léo tiếp tục được phát huy giúp con giáp này dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ mối quan hệ tâm giao thân thiết chung sở thích mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, việc học tập thêm phần hiệu quả. Một số bạn có tư tưởng trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, có thể xuất hiện tình trạng yêu đương cảm nắng, việc học tập có phần sao nhãng. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp mùi tam hợp Dần và Tuất thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Tân Tỵ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch. Ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng, để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin của mình dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông cai này. Và qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 5 âm lịch này, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và đồng thời cùng với chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát và sau đó nhấn vào quả chuông để có thể nhận được thông báo thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.